Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Heo quay bánh hỏi thì chắc ai cũng đã từng ăn qua. Nhưng không phải ai cũng có lò nướng để làm món heo quay hấp dẫn này. Vì vậy, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm heo quay bằng chảo đơn giản nhất. Chúng ta vẫn sẽ có miếng heo quay da giòn, thịt thì mềm ngọt. Món heo quay này, anh với bánh hỏi, cuốn xà lách, rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt thì phải nói là tuyệt vời. Nếu các bạn quan tâm thì cùng theo dõi video nhé. Mình chuẩn bị 800g thịt ba rọi rút sườn, rau thơm, xà lách, dưa leo, hành lá, bánh hỏi, chanh, tỏi, ớt, hành tây, rượu mai quế lộ, bột tỏi, ngũ vị hương, nước tương và nước mắm, muối, đường, hạt nêm. Ba rọi rút sườn, các bạn để nguyên miếng, quay cho nó ngon. Đem đi rửa sạch. Sau đó mình cho vào một cái nồi và đổ nước xâm xấp mặt thịt là được. Và sẽ luộc khoảng 15 phút. Cho vào nửa củ hành tây, một muỗng cà phê muối. Làm sẵn gia vị ướp, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê ngũ vị hương, một muỗng cà phê bột tỏi, một muỗng canh rượu mai quế lộ, hai muỗng cà phê nước tương. Hòa tan gia vị. Nồi thịt luộc đã sôi, mình vớt bọt cho sạch để miếng thịt được thơm hơn. Đậy nắp và luộc nhỏ lửa 15 phút. Mình chỉ cần chín kỹ phần da, phần thịt chín tái tới là được. Vớt ra cho ráo nước. Cho thịt ra dĩa và chuẩn bị ướp gia vị. Mình sẽ khứa hai rãnh nông để ướp gia vị cho dễ thấm. Và khi ăn, mình chặt theo cái đường này rất là dễ luôn. Lót miếng heo lên một cái vỉ để gia vị ít thấm xuống phần da. Dùng bao tay xoa cho đều gia vị nhé các bạn. Thoa đều cả những mặt hông. Đều rồi thì mình sẽ để đây khoảng 20 phút. Trong lúc chờ đợi thịt thấm, mình làm sẵn nước mắm chua ngọt luôn. Rồi rửa rau, cuốn bánh hỏi, làm luôn dầu hành. Chuẩn bị sẵn như vậy, khi chiên thịt xong là mình dùng ngay. Mình dùng lưng chén nước với một muỗng canh đường hòa tan, nửa muỗng canh nước cốt chanh, một muỗng rưỡi canh nước mắm. Vậy là xong phần nước mắm. Khi nào dùng, mình mới cho tỏi ớt vào. Bây giờ thì lật phần da lên, dùng khăn giấy thấm khô nước. Nãy mình luộc, phần da bị dính xuống đáy nồi, hơi bị tróc một miếng da đó các bạn. Nhưng mà sẽ không sao, vì lát chiên, da sẽ phồng lên hết. Dùng nĩa xăm kỹ lên phần da, đừng xăm sâu quá nha các bạn. Sau đó thì rắc lên mặt da một chút muối. Muối sẽ giúp cho mặt da được khô ráo hơn. Bây giờ thì mình sẽ dùng máy sấy để làm khô phần da nhanh hơn. Nếu không có máy sấy, các bạn có thể hong quạt khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sấy khoảng 15 phút, da xe lại như vậy là được rồi nè. Giờ thì mình chiên heo quay thôi. Cho vào chảo, lượng dầu ngập nửa miếng thịt. Dầu nóng, cho vào một muỗng canh tinh bột bắp, hòa tan. Mình sẽ đặt xuống dưới đáy chảo một cái vỉ inox. Hạ lửa nhỏ nhất và thả thịt vào. Mình chiên nhỏ lửa để da xe lại rồi mới nâng nhiệt sau. Có vỉ inox như vậy, da không bị sát đáy chảo nên sẽ được phồng giòn đều hơn. Sau 5 phút chiên lửa nhỏ, bây giờ thì mình sẽ nâng lên nấc trung bình. Tiếp tục chiên thêm 5 phút nữa. Vậy là miếng thịt mình chiên nãy giờ được 10 phút rồi đây các bạn. Da đã phồng cỡ này rồi. Bây giờ thì tăng nhiệt lên, áp da 2 phút cho da được phồng giòn. Vậy là được rồi nè, giờ mình rút vỉ ra và tiếp tục chiên mặt thịt với lửa trung bình 5 phút. Vàng nâu như vậy để được rồi nè các bạn. Vớt ra và kê lên vỉ cho ráo dầu.
Bây giờ thì chặt heo quay ra và dùng nóng thôi. Heo quay thì phải dùng nóng mới ngon. Các bạn thấy miếng heo quay chảo của mình có ngon không ạ? Da nổ vàng giòn, thịt bên trong thì không có bị khô. Mình đã có sẵn dĩa bánh hỏi và rau tươi ở đây. Chặt heo quay ra và xắt vào dĩa thôi. Wow, mình thấy rất là hấp dẫn rồi đó. Bây giờ thì cho tỏi ớt vào chén nước mắm chua ngọt. Thêm lớp dầu hành lên bánh hỏi. Vậy là mình đã hoàn thành xong một dĩa heo quay bánh hỏi thật là hấp dẫn. Cho các bạn xem cận cảnh miếng da heo nó xốp cỡ nào nè. Sẽ rất là giòn luôn. Xin mời các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món heo quay chảo rồi. Nếu các bạn thấy thích thì làm thử nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại.